Hello, 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 man, oh man, xin chào các bạn Thuận lại trở lại để mà chia sẻ một số những thông tin ngày hôm nay Và thật ra đã dùng cả ngày nữa các bạn Từ sáng tới bây giờ đây Thuận xem rất nhiều thông tin Thông tin liên quan đến tình hình thị trường đó thì liên tục luôn Và các bạn thật là hiện bây giờ đó Twitter loạn cả lên rất nhiều thông tin từ sáng tới bây giờ đó có nhiều thông tin thật và có nhiều thông tin giả liên quan đến những sự kiện mới nhất À, liên quan đến FTX, liên quan đến Binance, liên quan đến gì đang xảy ra với lại Solana, liên quan đến tình hình chung của thị trường. Giá của BTC lại giảm xuống dưới 16.000 đô. Tình hình như thế nào các bạn? Chuyện gì đang xảy ra đó chính là điều mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và bây giờ đó đã là 5 giờ chiều giờ Cali rồi các bạn. Hồi sáng này đã thuận đã soạn rất nhiều những thông tin để mà chia sẻ với các bạn, trả lời những câu hỏi mà thuận nhận được trong video ngày hôm qua. Nhưng mà bây giờ đó những thông tin đó nó cũng không cần phải chia sẻ đâu tại vì chúng ta lại có những thông tin mới hơn nữa Thông tin nó cứ liên tục luôn Và những bạn nào mà đã theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội đó Các bạn đã nhận được rất nhiều những thông tin mới Thuần chia sẻ Và có thể các bạn đang trong một trạng thái là không thể tin nổi Thuần cũng vậy luôn các bạn Để Thuần chia sẻ với các bạn những gì mà chúng ta biết đang xảy ra Tại vì giờ có nhiều thông tin giả lắm các bạn Để thường chia sẻ những gì mà Thuần tin là đang xảy ra và có những nguồn nào để xác thực những thông tin đó Đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây và chúng ta cũng sẽ nói tới một số những thông tin khác Nhưng mà tôi nghĩ là thông tin quan trọng nhất Là tình hình liên quan tới FTX, liên quan tới Alameda, liên quan tới Bitcoin và thị trường nói chung Chúng ta hãy nói tới đầu tiên hết á, là chúng ta sẽ nhìn vào cái thông tin được chia sẻ hồi sáng này Bởi Binance, đây là thông tin chính thức đến từ sàn Binance Và họ chỉ mới vừa xem cái tài liệu tài chính của sàn FTX Các bạn hãy nhớ là hôm qua Binance họ nói là họ có ý định là mua lại sang FTX nhưng mà họ cần phải thẩm định và xem tài liệu trước khi mà họ ra quyết định mua và họ nói sẽ tốn vài ngày nhưng mà đó các bạn được là dựa theo Condes họ chỉ xem tài liệu có nửa ngày thôi rồi họ đã ra cái quyết định là gì là họ sẽ không mua sang FTX các bạn họ sẽ không mua nữa tại sao vậy thì ở đây đó họ nói tới hai điều hai điều này rất là quan trọng luôn các bạn và chúng ta bây giờ cũng đã rõ hơn một chút rồi tại vì có rất nhiều động thái đã xác nhận hai điều này của binance đó là hoàn toàn là sự thật chứ không phải là họ chỉ đưa ra một cái lý do nào đó để không mua để mà chơi sổ ftx đâu thực sự đó là họ nói tới hai điều thứ nhất đó là họ đã coi cái tài liệu liên quan tới tài chính của FTX và họ nói là cái tình hình tài chính của sàn FTX đã không còn trong tầm kiểm soát nữa và họ không thể giúp đỡ sàn FTX về phương diện tài chính thứ nhì đó là họ nói là bây giờ đó đang có rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới pháp lý về sàn FTX cho nên vì lý do đó họ đã quyết định là không mua sàn FTX nữa chúng ta có thể thấy được đó là hồi sáng này đã có rất nhiều thông tin đáng tiếc đó là khi mà cái tweet này được chia sẻ bởi binance đó, tuy là họ đã xem tài liệu tài chính của sàn ftx nhưng mà họ lại không có nói rõ là cái lỗ hỏng tài chính của ftx là bao nhiêu các bạn đã nhớ đó là cg binance sẽ nói rất là rõ đó chính là chúng ta cần phải nhìn vào hai điều hoàn toàn khác nhau thứ nhất là mất tính thanh khoản thứ hai đó là không có tiền khác nhau hoàn toàn các bạn nếu như mất tính thanh khoản đó thì CZ có thể giúp được và Binance có thể cung cấp tính thanh khoản đó giống như là các bạn giống như các bạn là một người mà xây chung cư đi thì các bạn có thể là lấy tiền của những nhà đầu tư các bạn dùng tiền đó để mà xây chung cư nhưng mà trong thời gian xây đó đó các bạn còn một số tiền các bạn lưu trữ nhưng mà các bạn lại có định lấy số tiền đó đi gửi ngân hàng hay là mua trái phiếu hay là gửi định kỳ gì đó nhưng mà tới lúc mà chung cư tiếp tục xây đó những công nhân đòi tiền các bạn trả để họ tiếp tục xây thì các bạn nói là bây giờ đó không có rút ra kịp thì đó là mất tính thanh khoản các bạn vẫn có cái số tiền đó chỉ là các bạn gửi một nơi khác và các bạn không thể rút nhanh được bây giờ những cái công nhân đó xây thì họ đòi hỏi các bạn trả tiền lập tức các bạn lại không có tiền thì các bạn có thể nhờ những nhà đầu tư khác đó họ cung cấp tính thanh khoản cho các bạn với một cái giá đương nhiên rồi khác nhau so với lại các bạn lấy tiền đó các bạn đi chơi đánh bài các bạn mất hết cái số tiền đó bây giờ các bạn không có tiền để mà trả cho nhân viên hai cái đó là khác nhau và cái mà sàn FTX đang đối đầu là cái sự kiện thứ nhì đó các bạn Có nghĩa là họ không có tiền chứ không phải là mất tính thanh thoảng Và đáng tiếc như thường chia sẻ là Binance Hồi sáng này không nói rõ là cái lỗ hỏng đó là bao nhiêu Và có rất là nhiều những cái thông tin như là các bạn thấy được là Cái Twitter này Frank Chaparro Đây là một trong những cái người mà viết bài cho The Block Một trong những trang web lớn trong thị trường này Thì nói là cái lỗ hỏng tài chính của sàn FTX Sẽ có thể lên tới là 6 tỷ đô la luôn các bạn Một con số rất là lớn Và Cuối cùng đó chúng ta cũng đã biết thêm thông tin đáng tiếc đó là bây giờ bài báo này đến từ Bloomberg và Bloomberg nói đó đã có được một cái tài liệu từ những nhà đầu tư của sàn FTX và tài liệu đó là gì? Tài liệu đó đó nói về cái lỗ hổng tài chính của sàn FTX và Sam Bankman Free đã nói với các nhà đầu tư là nếu như mà không kiếm được thêm tiền đó thì sàn FTX sẽ phải nộp đơn phá sản đấy các bạn vì FTX có lỗ hỏng tài chính lên tới 8 tỷ đô la luôn, con số cực kỳ lớn luôn. Các bạn đã nhớ đó là ngày hôm qua, tôi có chia sẻ cái tweet này à, và trên những mạng xã hội như là Facebook, à, Telegram cũng chia sẻ thông tin tương tự. Chính là chúng ta nhìn vào một số những cái nhà đầu tư trực tiếp vào sàn FTX như là đây là những người mà chăm vốn cho sàn FTX đó để mà lấy cổ phần. Chúng ta có rất nhiều những công ty lớn mà các bạn thấy đó là những công ty khổng lồ như là Blackrock là công ty đầu tư lớn nhất trên thế giới hiện tại cũng là một trong những nhà đầu tư của sàn FTX. Chúng ta có cái quỹ về Hu Ontario Fund Chúng ta có Sequoia Một trong những cái quỹ đầu tư mạo hiểm rất lớn Chúng ta có Paradigm, Tiger Global, Subbank của Nhật Bản, Circle công ty mà chúng ta biết là có đồng ổn định USDC đó. Chúng ta có Ritbit, Alan Howard, Multicoin, Vanek công ty mà chúng ta thấy là liên tục nạp đơn để có thể có được một cái Bitcoin ETF đó và Temasek các bạn thấy được là có rất nhiều những công ty lớn đó những công ty này đó đều có khả năng để mà hỗ trợ tính thanh khoản cho sàn FTX thì câu hỏi đó ngày hôm qua thường chia sẻ với các bạn đó là tại sao mà sàn FTX lại phải đi nhờ giả Binance trong khi mà họ có thể hoàn toàn đi hỏi những cái nhà đầu tư của họ tại vì những người này những người mà đang có cổ phần mà họ đâu có muốn sàn FTX sụp đổ đâu thì tại sao như vậy cho nên thùng mới nói là những nhà đầu tư này đó họ thà để phần đầu tư của mình trôi nổi chứ không hỗ trợ các bạn thử được bên dưới này đó chúng ta có thể nhìn thấy cái quá trình đầu tư binance đó, đầu tư vào những cái thời điểm đầu tiên vào năm 2019 rồi sau đó đó họ đã bán cổ phần của mình sau đó họ mới có đồng FTT rồi sau đó họ mới ra quyết định là muốn bán cái số lượng đó chúng ta lại biết câu chuyện đó rồi nhưng mà năm 2021 với chúng ta thì là có rất nhiều những đầu tư tiếp tục chăm vốn vào lên tới là 900 triệu đô la chúng ta có năm 2021 đó cũng năm đó à, vào tháng 10 chúng ta lại có thêm 420 triệu rồi chúng ta cũng có tháng 1 của năm nay đó có thêm 400 triệu đô la. Những nhà đầu tư này đó họ chăm vốn rất là nhiều nhưng mà vì lý do là họ không có muốn đưa tiền cho FTX để mà giải quyết vấn đề thanh khoản đó thì tôi chia sẻ là ngoại trừ là sàn FTX có lỗ hỏng ngân sách quá lớn và các bạn thấy được hình như là SoftBank đó cũng mua định bán đáy năm 2018. Lần này các bạn thấy được SoftBank cũng quay trở lại năm 2021 đầu tư vào FTX bây giờ và FTX lại uh, trên một vực phá sản <laughs> sắp bang thật sự là không có may mắn trong thị trường này đâu các bạn nhưng mà trở lại đi các bạn được con số đầu tư này đó tuy là nhiều nhưng mà các bạn được những đầu tư đó họ thà có khả năng là cái số tiền này trở về con số không tại vì sao tại vì bây giờ chúng ta đã biết lý do rất đơn giản cái lỗ hỏng quá lớn tới 8 tỷ lần không lý do gì mà họ lại bỏ tiền ra để mà cung cấp tính thanh khoản trong khi mà số tiền họ đầu tư đó là chỉ hơn 1 tỷ mà thôi đâu có ai mà bỏ ra 8 tỷ đâu các bạn để ra cứu FTX thì bây giờ bây giờ chúng ta đã biết hơn về thông tin này để tài liệu thương chia sẻ ngày hôm qua và đáng tiếc hôm nay chúng ta đã có thông tin mà nhiều bạn không muốn nghe đó chính là sàn FTX đó. trên bờ vực phá sản hiện tại họ không có tiền chứ không phải là đơn giản là mất tính thanh khoản đâu đó là điều đầu tiên điều thứ nhì đó chúng ta thấy được điều mà quan trọng hơn là liên quan tới pháp lý tại vì chúng ta đã nhớ đó là cái thuyết này của binance nói là hai lý do tại sao họ không muốn mua thứ nhất là liên quan đến tiền chúng ta mới vừa nói tới thứ hai đó là liên quan đến pháp lý và họ nói là bây giờ đó có nhiều cơ quan pháp lý nhất là ở hoa kỳ đó đang nhìn rầm rầm vào trong sàn FTX bây giờ và có khả năng đó là FTX sẽ bị kiện và chúng ta có thể thấy được những động thái nào chứng minh được đây có thể là sự thật thứ nhất đó, chúng ta đã nhìn thấy được là FTX Twitter của Sam Bankman Free đó thì trước đây các bạn hãy nhớ là ngày 7 tháng 11 đó đã chia sẻ cái lúc mà bắt đầu mọi người có tin đồn là có thể là sàn FTX bị cái vấn đề liên quan đến tính thanh khoản thôi thì Sam Bankman Free đã nói gì lúc đó Sam Bankman Free đã nói đó là FTX không có vấn đề gì tất cả tài sản đó đều sẽ không có sao đâu Nhưng mà cái thuyết này đó sau đó bây giờ đã bị delete rồi các bạn Cái thuyết này đã không còn nữa Thì tại sao mà lại không còn nữa Các bạn thấy được là bên dưới này đó Sam Bankman Free cũng đã nói là FTX có đủ tiền để mà trả cho những nhà đầu tư Và FTX không có đầu tư tiền khách hàng trong những cái mục đầu tư khác mà FTX lưu trữ và có khả năng là trả khách hàng khi mà họ rút và đương nhiên câu nói này để mà làm dịu thị trường thời điểm đó Và tôi nghĩ là lúc đó cũng không mấy ai tin đâu Nhưng mà bây giờ đây cái thuyết này đã bị xóa luôn rồi Tại vì sao gì tôi nghĩ đó Là tại vì khả năng là bản thân của Sam và sang FTX sẽ bị kiện đây các bạn Tại vì cái thuyết này nói là mọi thứ đều ổn Nhưng mà mọi thứ bây giờ đã không có ổn Thì khả năng là những nhà tư có thể kiện Vì cái thuyết này đưa ra không đúng sự thật Biết là không đúng sự thật Nhưng mà vẫn chia sẻ như vậy Để cho những nhà đầu tư mất tiền đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó các bạn thấy được hôm nay đó đột ngột có một thời gian ngắn trang web của FTX đã ngưng hoạt động rồi sau đó đó lại update trở lại và có một dòng chữ các bạn nhìn thấy trên màn hình dòng chữ này nói đó là FTX hiện bây giờ là sẽ ngưng không cho rút tiền các bạn đã thấy rồi không cho rút tiền và sàn FTX đó, chúng tôi khuyến nghị là các bạn đừng nên gửi tiền vào sàn FTX các bạn thấy được là tại sao họ lại không ngưng deposit mà lại khuyên là đừng gửi tiền thêm vào các bạn thấy được đây là điều rất là khó hiểu và những mà nào mà lên trên sàn uh, FTX bây giờ đây các bạn có thể login và các bạn vẫn có thể bấm deposit và các bạn vẫn có thể lấy được cái địa chỉ ví để mà gửi tiền vào thì tại sao họ lại không ngưng À, cho người ta deposit mà họ lại à, nói là khuyến nghị đừng nên gửi tiền vào. Các bạn thấy được là những cái sự kiện khác đó như là liên quan đến sàn này sàn kia gặp vấn đề thì họ ngưng cả hai không cho gửi và không cho rút giống như chúng ta nói tới sự kiện liên quan tới Celsius thì cũng như vậy mà thôi tại sao mà sàn FTX lại không ngưng cho người ta nạp tiền vào mà lại nói như vậy các bạn thấy họ có thể disable họ có thể làm cái phần đó là đóng băng người ta không bấm vào được nhưng mà bây giờ họ vẫn cho người ta gửi tiền vào thì gửi vào chẳng khác gì là các bạn đi đường một chiều không thể nào rút ra được và cái lý do một lần nữa thường nghĩ tại sao họ lại phải ngưng trang web để mà update cái phần này Tại vì cũng liên quan đến pháp lý luôn các bạn. Nếu như mà đây là một sàn mà không cho người ta rút tiền, các bạn nên nhớ, đây là cái lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua đó, trong khi mà chúng ta có nhiều tin đồn, bắt đầu từ ngày hôm qua đó, đã có nhiều dẫn chứng cụ thể hơn. Thường chia sẻ với các bạn liên quan tới tài liệu on chain cho thấy là FTX không có cho người ta rút tiền ra, nhưng mà cho đến ngày hôm nay là lần đầu tiên sang FTX Update để mà thông báo cho mọi người và tôi nghĩ cũng liên quan đến pháp lý luôn tại vì nếu như mà họ không cho rút tiền mà họ lại cho người ta gửi tiền vào thì có thể là sẽ bị kiện nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ đó đã quá trễ rồi tại vì các bạn đã thấy Internet đó là một nơi gì đó chúng ta không thể nào trốn được đâu những gì mà đã viết trên mạng rồi đó các bạn có xóa đi nữa thì người khác cũng có thể à, vẫn còn cái phiên bản đó cho nên các bạn thấy được là những gì mà họ làm đó tôi nghĩ là để che đậy lại những cái mà có thể dùng trước tòa khi mà có một cái vụ kiện xảy ra nhưng mà tôi nghĩ đây là cái dấu hiệu rất là rõ ràng là ftx đang bị áp lực đến từ pháp lý đó khả năng rất cao là họ sẽ bị kiện và đây là hai lý do mà sàn binance nói về việc là FTX gặp vấn đề và sàn Binance không muốn mua và thường nghĩ là hai lý do mà sàn Binance đưa ra đó đều có nhiều dẫn chứng hiện tại chứ không phải là họ chỉ nói suông đâu các bạn. Thì có nhiều giả thuyết và thường cũng nghĩ là có một giả thuyết cho là CZ đó có thể là đã biết trước sàn FTX gặp vấn đề rồi nhưng mà CZ đó mới đầu hứa là sẽ giúp đỡ sàn FTX để cho Sam đứng ra chứ công chúng thú nhận là sàn FTX gặp vấn đề thanh thoảng trong khi CZ đã biết trước rồi có thể là đó là sự thật hoàn toàn không biết đâu các bạn nhưng mà sự thật là sàn FTX bây giờ gặp rất nhiều vấn đề luôn 8 tỷ được con số cực kỳ lớn luôn các bạn các bạn có thể so sánh với những sự kiện như là Celsius cái lỗ hỏng đó khoảng chừng là một phẩy mấy 2 tỷ lỗ hỏng này đó là gấp 4 lần Lộ hỏng luôn các bạn và cái sự lo sợ bây giờ đó rất là cao cho dù là bạn có tiền trên sàn FTX hay là không bạn có lưu trữ FTT hay là không đó, cái sự lo sợ đã lan tỏa khắp nơi rồi các bạn và nhưng bên nào mà sống ở Việt Nam đó, hay là những nước ở cái khu vực đó thì các bạn có thể đã ngủ trong thời gian này xảy ra khi mà giá cả dao động đi xuống thì những gì các bạn nhìn thấy được đó bây giờ đã nhiều người đã biết hết rồi và giá cả bây giờ đó cũng đã tính luôn những cái sự kiện thuần vừa chia sẻ với các bạn rồi và thêm vào đó là chúng ta đã thấy được là cái trang web của Alameda Alameda là công ty trading của sàn FTX đó cũng đã offline rồi các bạn Các bạn thấy được là trang web này bây giờ đã không hoạt động nữa Rất rõ ràng là sự kiện đã tệ hơn Thêm vào đó đó chúng ta thấy được là Reuters cũng đã đưa ra thông báo đó Là ở trên Slack Slack đó là cái chương trình chat thì các bạn Nó cũng không có phải là giống như Telegram nhưng mà có thể nghĩ đơn giản là gì tại vì Slack cũng không phải là một chương trình mà nhiều bạn sử dụng đâu thì ở trên Slack á Sam Bankman Free để đưa ra một cái thông báo và thông báo đó nói đó là Sam Bankman Free nói là anh ấy vô cùng xin lỗi vì vai trò của mình trong sự kiện này và đây là thông tin được xác nhận bởi Reuters và điều đặc biệt hơn đó là sau đó thì chúng ta lại không nghe nói đến à, thông tin từ Sam bạn mình free nữa. Và tài liệu đến từ The Block đó nói là sau tin nhắn liên quan đến cái sự kiện là Sam xin lỗi mọi người đó ở trên Slack thì sau tin nhắn đó đó các nhân viên không còn nghe gì từ Sam nữa cho đến bây giờ đã hơn 24 giờ rồi các bạn. Và thêm vào đó đó chúng ta lại có một số những cái thông tin Hiện bây giờ đó đang lan tỏa những gì Thuận Dư chia sẻ với các bạn đó là những thông tin mà Thượng nghĩ là thật và có nhiều dẫn chứng Và Thượng đã chia sẻ nguồn với các bạn nhưng mà có một thông tin đó, bây giờ không rõ nguồn gốc mà đã được lan tỏa khắp nơi luôn Đó chính là thông tin liên quan đến CEO của FTX Sam Free đó đã khai phá sản và đang nợ tổng cộng là 650 triệu Thì thông tin này bây giờ đó không có nguồn các bạn Tuy là được chia sẻ bởi nhiều cái chương mục ở trên Twitter và nhiều chương mục lớn cũng chia sẻ thông tin này nhưng mà bây giờ đó là không có nguồn xác nhận thông tin này nha. Nhưng mà nếu như mà một ngày nào đó đó chúng ta thấy thông tin này đó được xác nhận cũng không có gì là lạ đâu các bạn. Tại vì nếu như bản thân của Sam mà bị kiện đó để mà quản lý tài sản của mình bảo vệ tài sản của mình những gì còn lại đó thì à, nếu như mà sao muốn làm vậy đó thì có thể là một trong những cách đó chính là di chuyển tài sản đó giấu đi một nơi nào đó để người ta không thể nào biết được rồi sau đó tự mình khai phá sản đó cũng là một cái chiến lược nhưng mà cho tới bây giờ đây là thông tin không được xác nhận những tài liệu mới đây thường chia sẻ các bạn đó là thường nghĩ là thật và đã được xác nhận đây là cái thông tin duy nhất mà chúng ta vẫn chưa có nguồn hiện tại Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got